Xin chào các bạn nha. Sáng nay mình dẫn các bạn ra xin bãi cá nha các bạn. Đây, thì hiện tại thì mình đang đặt một cái lừa ở đây nha các bạn. Xin thử khu vực hôm nay có cá nha. Thì mưa thì buông qua cũng có mưa, nước khá là nhiều này các bạn. Thôi, bây giờ mình sẽ đây bãi cá của mình đặt ở đây nè các bạn. Wow, có con rắn này ta. Đây nè, wow. Có rắn, có cá kìa. Wow. Nè các bạn. Wow. Quá đã luôn. Wow. Tính nhiều cá ghê các bạn. Wow, được con ếch nữa nè các bạn. Wow. Quá tuyệt vời luôn. Con kia rắn nước này, con đây rắn trung hay sao á. Wow, được một con ếch khá to luôn. Wow, dính hai con rắn luôn các bạn. Ghê quá. Ồ, cá rô gai. Ghê ếch. Quá dữ, một con ếch bự. Nhiều ghê các bạn ơi. Được hai cá lép luôn. 3, 1, 2, 3 cá dục. Vì lại là rắn. Wow, con rắn này to nè các bạn. Chà, chú ếch. Ít quá dữ luôn nè các bạn. Wow, cá rô gai. Hôm nay trúng rồi các bạn ơi. Wow, quá đã. Rồi, bây giờ mình sẽ đi vô rộng nha các bạn. Đi. Coi này nó. Trời, tuyệt vời luôn. Đây. Dính cá quá trời cá. Này trúng bánh à. Trời. Quá tuyệt vời. Cua nữa, cá nữa. Mình rộng bữa nay được là nào canh chua này các bạn. Đúng nào canh chua luôn á. Khá về rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ bắt ra mình rộng nha. Đây, mình hiện tại thì mình sẽ bắt trước con ếch á. Là một chú ếch đồng khá to. Wow, khá bự luôn nha các bạn. Rồi còn lại mình sẽ bỏ vào đây, bỏ vào qua theo đây. Cá rô gai, cố hàng. Rồi, ok. Còn được được lại được đây đó, còn nữa chưa? Rồi, hai chú rắn đây. Wow, hai chú rắn khá là to, còn một cậu rắn nước này. Cái con này còn rắn trung này các bạn. Rắn nước nó bị mất cái đầu rồi. Quá đã luôn. Hay, nó quay. Wow, tuyệt vời.